Em xin mời các bác ngắm và chút nữa thưởng thức một siêu phẩm con JBL 940 của Mỹ. Đôi này sở hữu một bát 25 và một con trung trầm. Các bác nhìn con trung trầm nó to gần bằng con bát luôn các bác nhé, và một con trung cao tiếng rất là chi tiết, và một con tép 4 quay trên một thân thùng. Đôi này cao, có chiều cao là gần 1m1, khoảng 1m08 và 1m09. Em chỉ căn bằng mắt của em nhìn nhiều thì em biết thôi. Còn ngang của đôi này, ngang của con này, em thử xem nào. Ngang 1, 2, ngang của đôi này nó rơi vào tầm chắc là 46cm. Và các bác nhìn nhá, những cái dòng này thì là gân của nó là gân vảy lụa này. Đây con trung này, con trung cao này. Đấy, đảm nhiệm cái dài tần số này, tần số cao này, trung cao này. Một con trung trầm, gân vải lụa nhé, gân vải lụa, màng là màng giấy các bác ạ. Gân, những cái gân vải lụa này là về là còn zin hết rồi các bác ạ. Con 940 nha, em quay cho các bác ngắm. Con 940 về trong tình trạng cũng rất là ok các bác nhé. Các bác chơi những cái dòng này thì các bác nghe được đa thể các cái dòng nhạc khác nhau. Nhạc gì các bác cũng có thể nghe được, nghe rất là nhiều các cái dòng nhạc khác nhau, thích ứng được tất cả các tiêu chí trong gia đình của các bác, từ các bác lớn tuổi, các bác trung tuổi, thanh niên, rồi là trẻ nhỏ. Nghe dòng JBL 940 nó rất là uy lực. Đấy. Đánh được nhiều các cái dòng khác nhau, các bác nhìn thấy ở đằng sau. Đây để em để quay lấy thế này. Có hai cái lỗ thở. Ở dưới là chân đế nhưng nó rất là vững chãi này, nó chắc chắn vô cùng luôn ạ. Đấy, các bác nhìn chân đế ở đằng sau ạ. Thân thùng con này gỗ như kiểu gỗ, màu gỗ là gỗ kiểu như dạng màu gỗ hương ấy các bác ạ. Đây, em quay nó hơi tối một tí. Đây là nhìn màu gỗ nó không thật đấy, em quay sáng hẳn lên trên để các bác nhìn cho nó rõ tổng thể cái màu gỗ. Dòng 940, con này thì mới có giá là trên 10 triệu đồng. Các bác cụ thể thì alo cho em, không là em sẽ báo giá ở tiêu đề tin để cho các bác cùng ngắm giá, rồi cùng ngắm sản phẩm cùng với thằng audio. Em xin mời các bác thẩm âm nhé. Em đang đánh cùng với con cỏ luôn này, con Marang đời 54DF. Em xin mời các bác thẩm âm này. Em mời các bác thẩm âm một đoạn nhạc của bài remix ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thật là tuyệt vời, cực kỳ là tuyệt vời. Đây, cho các bác ngắm ra sao, con 54DS 150W. Đấy, còn là rất là cỏ thôi. Đánh một bộ này của các bác cũng chưa đến 20 triệu mà tiếng rất là chất. Các bác có muốn hát karaoke thì các bác có thể thêm một con vàng nữa cho em. Đấy, karaoke gia đình amateur các bác nhé. Các bác có nhu cầu sở hữu thì alo cho em theo số 0983698887, ổ số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Cảnh, quận Hoàng Mai. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi những sản phẩm clip của Thắng Audio.